Ôi, xin chào mọi người. Hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn một cái tính năng khá là hay mà chỉ có trong ZWCAT. Nó tất nhiên là có nhiều tính năng lắm, nhưng mà hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn trước đó tính năng gọi là Smart Mouse. Ở đây có nghĩa là như thế này, có nghĩa là chúng ta sẽ vẽ các ký hiệu lên trên màn hình, vẽ các ký hiệu lên màn hình này nè, và chương trình nó tự hiểu rằng đó là cái lệnh luôn. Ồ, cực kỳ hay nha. Mình ví dụ các anh chị này đó, mình hãy xuống đó, lệnh like luôn này, thấy không? Ghê nào, ghê nào, ghê nào, ghê nào đó, quá hay đúng không? Ok, vậy thì chúng ta tìm nó ở đâu? Ở đây, thanh tool, các anh chị thấy không, các bạn thấy không? Smart Mouse, ok không đó, mình bấm như thế này là thanh off nó rồi. Mình mở này đi, thấy không? Thấy nó hiện sáng lên là mở đấy. Bây giờ để mà xài được, chúng ta vào setting cái đặt. Và thêm đây là ký hiệu và cái mặc định của bên chương trình, tất nhiên mình cũng có thay đổi một số cái rồi, được không? Mình ví dụ này, các anh chị nhìn này, nó cài sẵn rồi thì mình cứ làm thôi. Ví dụ như là cái chữ Z này, chữ F này, đúng không? Chữ O, chữ R này, mình ví dụ trước nha. Bây giờ mình sẽ làm cái gì? Đẩy lên cái là new, ok. Nào, nhìn nè, đây đẩy lên phát, nhấp giữ cái con chuột phải vô nha. New quá hay đúng không? Mở liền, cancel, chéo qua một phát là vẽ hình tròn đó đúng không? Kéo xuống này một phát thì lệnh lệnh like. Mặc định của cái chương trình là kéo xuống là tắt ấy, nhưng mà mình cài nó lại lệnh like. Quá dễ đúng không các bạn? Ví dụ R coi nè, R là return đi, kích xuống mình vẽ được một cái hình chữ nhật rất là hay. Thế thì bây giờ muốn cài nó thì làm sao? Mình ví dụ nha. Ở đây nó có này, mình muốn cho nó lệnh trim đi, t thì mình theo cái công thức của họ, mình gạch ngang một phát shift rồi cái gạch nút gạch ngang ở trên bàn phím rồi mình trim, ok, mình add nó vào thôi đi, có nè, thấy chưa? Save được không? Ví dụ mình vẽ trước cả. Mình thử cái đó đi nhé, rất là nhanh. Mình ví dụ mình vẽ vậy đi. Ok rồi, chữ T làm sao đấy, enter luôn một phát cắt hết luôn đó, rất là nhanh với cái lệnh mà Smart Mouse này nha các bạn nhé. Rồi các bạn thử trải nghiệm xem cái lệnh này nó như thế nào. Rồi feedback lại cho mình biết nha các bạn nha, cực kỳ hay và cực kỳ đặc biệt đối với ZWCAT.